Ơi, xin chào bác sĩ Bin. Chào bác sĩ Bin, nay làm gì ạ? À, các bạn ơi, nay bác sĩ Bin sẽ đánh răng cho búp bê nha. Rồi, bây giờ bác sĩ Bin sẽ lấy kem đánh răng, giả bộ đánh răng cho búp bê nghe. Mình tập chơi chơi đánh răng nha. Rồi, đây bác cầm búp bê cho. Rồi, nặng kem ra. Ờ, đúng rồi, nặng kem ra, mình đánh răng cho búp bê nha. Đâu? Rớt rồi hả? Rồi, rồi, đánh răng cho búp bê đi. Ừ. Rồi, đánh răng cho búp bê nha. Con đánh răng ở ngoài á, con đánh răng sâu dữ hả? Răng sâu quá. Răng sâu quá hả? Rồi, các bạn ơi, bây giờ bạn Bin đang đánh răng cho búp bê nè, cho không có bị sâu răng nha. Rồi, cho thêm miếng kem đánh răng vô. Ừ. Rồi, đánh răng cho búp bê rồi, hồi mình khám bệnh cho búp bê nha. Rồi, lấy nước cho búp bê súc miệng đi. Rồi, các bạn ơi, đánh răng xong rồi mình chùi miệng, súc miệng cho búp bê nha. Rồi, bây giờ khám bệnh cho búp bê đi, coi búp bê có bệnh không. Rồi, lấy đồ khám bệnh cho búp bê nha. Rồi, đây, bác sĩ Bin sẽ khám bệnh cho búp bê nè. Rồi. Rồi, wow. Đồ khám bệnh nó kêu luôn hả? Rồi, búp bê có bệnh không? Búp bê có bệnh không? Có bệnh hả? Bệnh chỗ nào? Búp bê bị chạy tay rồi. Rồi, búp bê bị chạy mặt rồi nè, bị chảy máu trên mặt nè. Rồi, lấy băng keo dán lại nha. Băng keo đâu rồi? Keo đâu? Rồi, búp bê bị chảy máu lên mặt rồi, giờ là lấy băng keo ra dán mặt búp bê nha. Búp bê bị mũi chích á. Ồ, trời mưa xuống là búp bê bị mũi chích á, biết không? Đó, mũi chích ngay mặt luôn nè. Rồi, bây giờ bác sĩ Bin sẽ lấy băng keo dán mặt búp bê lại nha, dán ngay chỗ mũi chích á. Chứ để ngày mai là nó sưng lên á. Ừ. Rồi, xong chưa? Chưa hả? Rồi, dán lên nha. Rồi, dán ngay chỗ mũi chích kìa, mũi chích màu đỏ đó. Ừ, đúng rồi, dán lên. Trời, dán xấu dữ hả? Cái tay nữa hả? À, cái tay này có vòng tay á. Trời, dán xấu quá à. Dán vô chợ các bạn, bác sĩ Bin dán bằng keo lên mặt mà búp bê xấu quá. Rồi. Rồi, bây giờ búp bê xong rồi nghe. Rồi, bây giờ mình làm gì tay? Chưa nữa hả? Làm gì nữa? Khám tay hả? Rồi các bạn ơi. Đau quá hả? Đau quá hả? À đúng rồi, đau quá là cái tay nó không có bị bệnh á. Rồi còn làm gì nữa không? Đâu? Cái đó gì vậy? À cái đó khám tay hả? Rồi tay có bị gì không? Rồi tay không bệnh gì phải không? Rồi bây giờ cho búp bê đi ngủ đi rồi mình mở đồ chơi ra nghe. Ủa hai cái này cái gì vậy? À các bạn ơi, cái này là nguyên mà một bộ cá sấu quả với con cọp luôn. Rồi bây giờ bác sĩ Bin sẽ mở đồ chơi ra nha. Không, mở cho các bạn xem coi bên trong có gì, mở ra mình học tên các con vật nha. Bên trong nguyên ngựa ha. Đâu? Quả các bạn ơi, cái gì? Quả nguyên bầy heo luôn hả? Rồi giờ mình mở bầy heo trước đi. Rồi. Heo mẹ, heo con luôn hả? Heo con thì mẹ. Ê, một con heo. Đây, một con heo. Heo này heo ba nè. Heo ba á. Ừ, heo ba đó. Đâu, heo con đâu? Đúng rồi, heo con nè. Heo mẹ đâu? Heo mẹ ơi. Đâu, heo mẹ đâu? Wow, đúng rồi. Đây, heo mẹ nè. Heo mẹ dưới bụng có quá trời luôn nè. Cái này là gì vậy Bin? Vú á. Ừ, heo mẹ quá trời vú luôn á. Đây, hai con heo con luôn. Heo con này, heo con cái nè. Rồi, cái này là heo con cái luôn. Trời ơi. Nguyên bầy heo luôn. Rồi mở cái này ra tiếp coi có gì bên trong nha. Wow, cái gì vậy? Rồi đổ ra luôn. Đổ ra luôn. Wow, nhiều quá. Rồi nhiều dữ hả? Rồi rớt quá trời luôn rồi. Wow, quá trời con vật luôn các bạn ơi. Con rắn hả? Đâu con rắn đâu. Con nói con gì vậy? Cũng lông hả? Con này con gì? Con rết. Đây các bạn, mình có con rết nè, con cua nè, con khủng long nha. Rồi con cá sấu nè, con khủng long nữa, một con mực luôn. Ôi con này con gì ta, một con chó nè. Đây một con khủng long chim nè, một con, wow cái gì vậy, con cọp á hả. Đây một con cào cào nha, một con bò cạp nữa nè. Đây một con khủng long nữa.
Rồi bây giờ bạn Bi sẽ mở cái đồ chơi con cọp này ra nha. Rồi đổ ra bên trong mình có con gì đây? Wow, quá trời con luôn. Con này con trưng nè. Một con dê. Đúng rồi, con dê đó. Rồi. Con thằng lằn nha. À, con thằng lằn nữa hả? Đúng rồi, một con rắn màu đen nữa. Rắn trong á. À, con rắn con á hả? Quá, wow, con này con gì vậy? Ừ, hai con rắn con luôn hả? Con này con hươu cao cổ nha. Quá, wow, quý hươu gì ba vậy? Ôi, con chim á, chim khủng long á. Wow, con kiến này, con kiến màu đen này, con kiến này cắn cái chảy máu luôn nè. Hả? Kiến này cắn chảy máu luôn đó. Bập, rồi chảy máu chân rồi. Rất hẹo luôn nè. Rồi dán keo vô. Rồi bây giờ mình xếp cái con này ra mình học tên nha. Đây con gì? Con voi. Đâu? Một con voi. Trời ơi con voi hả? Đó dán lại cho nó không bị đau biết không? Kiến nè. Rồi bây giờ xếp heo qua đây đi. À, kiến cắn nữa hả? Trời kiến cắn bên đó luôn rồi. Lấy băng keo dán vô. Đâu? Ôi kiến cắn lấy heo luôn nè. Rồi đây nè các bạn ơi, kiến cắn có heo ngay đây luôn này thấy không? Đó. Rồi bây giờ dán băng keo vô nha. Đây dán vô cho nó không bị sưng. Rồi con kiến cắn con voi luôn hả? Rồi dán băng keo cho con voi luôn. Rồi con voi, con voi bị kiến cắn hồi sưng mình luôn nè. Rồi lấy băng keo dán vô anh Bin ơi. Rồi băng keo này con dán vô mình voi đi. Đây dán vô mình voi nè. Hết đau rồi hả? Rồi hay dữ hả? Băng keo của bác sĩ Bin hay dữ hả? Rồi dán vô cho con voi luôn. Bên này hết đau chưa? Hết luôn rồi hả? Rồi bây giờ khám bệnh cho con cá nghe, chịu không? Đây con cá nè. Rồi các bạn ơi, bây giờ bác sĩ Bin sẽ khám bệnh cho con cá nha. Con cá có bệnh không? Có. Rồi khám bệnh nha. Rồi đeo tay vô. Rồi đo nhịp tim đi. Kiến cắn cá luôn hả? Rồi kiến cắn cá rồi dám keo vô nghe. Trời ơi con kiến gì mà cắn dữ vậy? Ủa con kiến màu đen này dữ quá. Cột nó lại đi. Cột nó lại đi chứ để nó cắn con cá đau lắm á. Rồi dán keo vô cho con cá đi nè. Rồi dán vô nghe. Rồi cột kiến lại luôn. Ờ nhốt kiến đi, nhốt kiến trong hũ đi. Đây nhốt kiến trong hũ đừng cho con bò ra nữa. Rồi đậy nắp nó lại. Đậy nắp lại cho để nó chạy á. Đúng rồi. Rồi cứng chưa, cứng chưa? Ừ đúng rồi. Rồi kiến. Rồi bắt đầu khám bệnh cho bằng cá nha. Thân ơi tôi bị đau rồi. Hả? Bị đau rồi. Cái nào? Tiêm cái hũ nữa hả? Trời ơi, cái xấu cắn của con này con gì vậy? Sao mà con hà mã cắn luôn hả? Rồi cắn hà mã rồi dám ăn keo cho hà mã luôn nha. Rồi lấy keo đi, ăn keo rồi rồi. Rồi bây giờ dám ăn keo cho hà mã vô nha. Rồi cái xấu cắn á hả? Cái xấu cắn hà mã hả? Đấy các bạn ơi, mình có nguyên một đây một bộ đồ chơi, cái con vật này còn non này chưa có nở nè. Rồi bây giờ bạn Bi sẽ mở cho các bạn xem nha. Ôi cắn nữa hả, cắn hoài vậy? Mở rồi. Rồi đây bây giờ mình mở cái này nha. Chắc mở rồi quá cần. Ừ bây giờ mình sẽ mở ra coi coi bên trong nó là con gì. Rồi đổ nó đi. Wow quá trời con luôn. Đây các bạn ơi, ôi con gì ơi, con sâu nè. Trời ơi một con sâu non luôn nè. Ôi, dính tay rồi hả? Lấy cái khăn chùi đi. Khăn giấy đâu? Đây khăn giấy nè. Sao dính tay dữ vậy? Rồi đây mình cho các bạn. Đây các bạn ơi, một con gián non nè. Một con bà cạp non nghe. Rồi, cắn con luôn hả? Rồi một con ong luôn, một ong non nè. Rồi một con cào cào non luôn. Đâu mấy con này còn non đâu có cắn được. Ôi con một cạp cắn á hả? Rồi dám ăn keo vô. Nè thêm con nữa nè, cắn luôn. Cắn luôn. Trời rồi dám ăn keo vô nghe. Trời có một cạp cắn con heo té xỉu luôn rồi nè. Chi vậy? Cho uống thuốc đi. Cho uống thuốc, cho con heo uống thuốc đi. Không. Thuốc đâu rồi? Tập thuốc đâu rồi? Hả? Không có tập thuốc hả? Tập thuốc đâu rồi? Đây nè nè nè, nè cho con heo uống thuốc đi. Rồi cho con heo uống miếng thuốc vô nghe. Rồi cho heo về với mẹ đi, ở chung mẹ nè. Ở chung mẹ của con heo nè. Ôi, đâm ra rồi.
Trời ơi, heo này té nữa rồi hả? Rồi cho heo uống thuốc luôn. Hai con heo bị con bò cạp cắn xỉu hết rồi. Rồi cho heo này heo con về với mẹ nè. Rồi cho con heo con này uống thuốc luôn. Rồi cho uống miếng thuốc đi rồi cho đem về. Rồi rồi cho về ở với mẹ luôn. Cái xấu đâu rồi? Con khủng long rồi, con khủng long cắn heo luôn rồi hả? Trời ơi, con heo bị sưng giò rồi, lấy băng keo dán vô. Dạ. Ồ, sưng cái giò luôn rồi nè. Sao rồi, cho miếng băng keo đi dán vô lẹ lên. Trời ơi, nhanh lên chứ điện hồi sưng bự luôn á. Rồi, bây giờ dán băng keo vô chân heo luôn nha. Đi tập máu á. Ừ, chảy máu quá hả? Đây, các bạn ơi, đây mình có thêm bộ con ếch con nữa nè. Rồi, bằng pin nha, dán băng keo heo xong, cái mở con ếch ra coi thử nghe, quá trời màu luôn. Rồi dán vô chân nha, cho cái chân nó không có sưng lên. Rồi đem về ở chung chuồng luôn. Rồi ở chung luôn nha, đem về ở chung ba con heo này. Heo ba với con heo ba bị cắn hả?